Giá trị đích thực của vòng tay gỗ sưa mắt quỷ. Vòng được chế tác từ cây sưa đỏ cổ thụ đã tích tụ một năng lượng cực lớn từ vũ trụ. Ngoài ra, vì là gỗ lâu năm nên còn phát tán ra môi trường xung quanh một loại khí gọi là khí mộc dưỡng. Loại khí này có tác dụng làm tỉnh táo, an thần cho chủ nhân tiếp xúc thường xuyên với nó. Năng lượng này làm khai thông kinh mạch huyệt đạo, lưu thông khí huyết, hoạt huyết lên não làm tăng trí nhớ, giảm các cơn đau đầu, chống rụng tóc, giảm tóc bạc sớm. Vì vậy, trong người luôn có luồng năng lượng cực lớn, hành động không biết mệt mỏi. Nhà kinh doanh buôn may bán đắt, tiền bạc cứ thế mà vào như nước. Người công bộc thì xử lý công việc hành thông. Vì vậy mà mọi việc đều xuôi trèo mát mái, công danh tiền tài cũng vì thế mà tăng theo. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.